Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Đấu La Đại Lục tại cuộc chiến thành Gia Lăng Quan, trong khi Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đang chiến đấu với nhau một mất một còn thì ở cách đó không xa, một đội ngũ hồn sư có thực lực vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, đang ngay lập tức ngăn cản lại bước tiến của 6 thành viên Sử Lai Khắc Thất Quái. Và đội ngũ này không phải ai khác, đó chính là Thiên Sứ Quân Đoàn, một trong những quân đoàn mạnh nhất của Vũ Hồn Đế Quốc. Có thể nói, Thiên Sứ Quân Đoàn có số lượng không nhiều, thế nhưng tất cả những thành viên trong quân đoàn này hồn lực đều đã trên 70 cấp. Không những vậy, những kẻ này còn sở hữu cho mình Vũ Hồn Thiên Sứ, một trong những vũ hồn cao cấp nhất trên đại lục. Càng đặc biệt hơn, những hồn sư này đã sát cánh cùng nhau chiến đấu rất lâu, bởi vậy sự phối hợp của bọn họ là vô cùng ăn ý. Còn một điều nữa, sau khi cùng nhau phát động công kích, những hồn sư này thậm chí còn triệu hồi được cả thanh kiếm, uy lực công kích của thanh kiếm này tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vậy, như tổng thể mà nói, chỉ với 6 thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, với thực lực hiện tại của họ chỉ trên 80 cấp, để vượt qua gần trăm hồn sư trên 70 cấp cùng vũ hồn cường đại như Vũ Hồn Thiên Sứ, đây quả là một điều vô cùng khó khăn. Và những diễn biến tiếp theo đã nói lên điều đó, sau khi 6 thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái bị Thiên Sứ Quân Đoàn chặn lại, bọn họ đã phải chiến đấu một trận vô cùng vất vả. Tuy vậy, trong thời khắc quyết định, ở bên phía Thiên Đấu Đế Quốc luôn có một nhân tố làm thay đổi toàn bộ cục diện của chiến trường. Lần này, đó chính là sự xuất hiện của tuyệt đỉnh ám khí đường môn Phật Nộ Đường Liên. Và ngay ở lần đầu tiên xuất hiện, Phật Nộ Đường Liên đã liền cho chúng ta thấy uy lực của ám khí bài danh top 1 trên bảng xếp hạng ám khí đường môn khi trong tay Tiểu Vũ chỉ với bắn ra lượt đầu tiên. Trong tay nàng, Phật Nộ Đường Liên đã ngay lập tức xuyên thủng võ hồn chân thân của 76 tên hồn thánh trên 70 cấp của Thiên Sứ Quân Đoàn. Không chỉ vậy, sau đó, khi nó bạo nổ, một màn máu tanh mưa máu lúc này mới xuất hiện khi thân thể 76 tên hồn thánh thuộc Thiên Sứ Quân Đoàn lập tức bị bạo nổ trong không trung. Chứng kiến chuyện này, cho dù là ai cũng phải sợ hãi, thậm chí cả người sử dụng nó là Tiểu Vũ, nàng cũng không thể tin được vào mắt mình. Và cũng vì vậy, ám khí đường môn đã trở thành nỗi ám ảnh của đại quân Vũ Hồn Đế Quốc khi những trận chiến sau đó, mỗi khi ám khí đường môn xuất hiện, nó đều khiến hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc phải giật mình. Thậm chí, một gã phong hào đấu la 96 cấp không gián tiếp qua đời vì nó. Có thể nói, tuyệt đỉnh ám khí đường môn thật không chỉ là hư danh, nó quả thực chính là một con bài sát thủ, chỉ cần đối thủ sơ hở là đã có thể mất mạng. Tuy vậy, ngay sau khi 76 tên hồn sư trong đội quân Thiên Sứ Quân Đoàn bỏ mạng, ngay lập tức, bên Vũ Hồn Đế Quốc cũng liền xuất hiện viện trợ. Và lần này, xuất hiện chính là 6 vị cung phụng trên 95 cấp của Vũ Hồn Điện. Có thể nói, những vị cung phụng này rất khác so với những vị trưởng lão trong Vũ Hồn Điện mà chúng ta từng thấy trước đó. Đầu tiên là về hồn lực, những vị trưởng lão, hồn lực của bọn họ cao nhất chỉ là 95 cấp mà thôi, và khi được Bỉ Bỉ Đông sai bảo, họ tuyệt đối không dám cãi nửa lời. Còn những vị cung phụng mới tới này, hồn lực của họ đều đã đạt tới 96 cấp, thậm chí có một người thực lực còn đạt tới 98 cấp. Không chỉ vậy, những người này chỉ nghe mệnh lệnh của duy nhất một người, đó chính là Thiên Đạo Lưu mà thôi. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng phải nể những vị cung phụng này vài phần. Điều này cũng bởi, nếu như liên thủ công kích, 6 vị cung phụng này thậm chí có thể đánh bại Bỉ Bỉ Đông một cách hoàn toàn. Thế nhưng, sở dĩ Bỉ Bỉ Đông yếu hơn cũng là do nàng đang bị áp chế tu vi để hoàn thành khảo nghiệm của La Sát Thần mà thôi. Nếu như để nàng ở thực lực 99 cấp toàn thịnh, những vị cung phụng này chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nàng. Tuy vậy, với tình hình ở chiến trường hiện tại, sự xuất hiện của bọn họ cũng là quá kinh khủng rồi đúng không các bạn? Chỉ xét về cấp độ thôi, họ đã là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc, Thiên Đấu Đế Quốc vẫn còn một con bài bí mật đủ sức chiến đấu cùng 6 vị cung phụng này. Và ở tập 238 hoặc 239, người đó sẽ xuất hiện. Và người đó là ai? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.